Xin chào, xin chào những quý vị khán thính giả thân yêu đang theo dõi trên kênh truyện radio Góc cảm xúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn một câu chuyện có tựa đề Thương thầm chị dâu. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì nghe sau đây thôi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Hóa ra, đây là lý do vì sao người ta nói Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Sinh lễ cưới xin là bước mở đầu. Sau khi về ở chung, tất cả mọi thứ mới bắt đầu được bộc lộ, mà hai người họ có khi chẳng còn bước qua nổi cái ngưỡng cửa sinh lễ này. Trong nhà bách, tại buổi gặp mặt bàn chuyện cưới xin cho cậu con trai độc nhất nhà họ Đặng, Lydonda nở nụ cười mềm mại trên gương mặt trắng trẻo và sáng sủa là niềm hạnh phúc vô bờ bến, có lẽ là vì sắp được cùng người mà cô yêu nhất kết hôn tâm trạng cô rất vui, cưới được Bách là nguyện vọng duy nhất của cô, không phải vì anh đẹp trai, gia cảnh giàu có, mà vì anh rất yêu thương và chiều chuộng cô nữa. Ly chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được kết cục tốt đẹp như thế, nhưng cô vẫn luôn nỗ lực để tìm cho mình một chỗ đứng trong thế giới của những kẻ giàu có này. Ly tự nhận rằng mình thực dụng, ở đấy mê tiền thì sao chứ? trong cái thời đại đồng tiền làm chủ này. Không có tiền thì sống thế nào được? Chính vì vậy mà tình cảnh này mới xảy ra. Bố mẹ Bách và cả Bách, người đàn ông yêu chiều cô vô điều kiện, đang trợn mắt há mồm trước yêu cầu xính lễ từ chính miệng ly nói ra. Em nói gì đấy? Sao tự nhiên lại thay đổi? Bách giật giật bàn tay cô, rồi lại liếc nhìn bố mẹ mình. Đúng ạ, à, mọi người nghe không sai đâu. Thật ra cháu cũng chỉ là suy tính cho nào sau này thôi. Bây giờ mua nhà, mua xe thì cũng để sau này chúng cháu có cái mà sử dụng. Sau khi cháu ve ngày cưới xong, cháu cũng hy vọng mình có thể quán xuyến chuyện nhà cửa, giúp đỡ anh ấy phần nào. Anh ấy chỉ cần chuyên tâm sự nghiệp. Cho nên để mấy thứ đó đứng tên cháu cũng là chuyện nên làm ạ. À. Lý càng nói càng thuận mồm, người nhà bác nghe đến đâu, hai mắt trắng dã đến đấy. Họ không ngờ cô lại dở chiêu sư tử ngọng, hám miệng một cái là cắn một miếng to đến vậy. Không chỉ muốn tiền mà còn muốn nhà muốn xe làm xính lễ kết hôn lại còn trắng trợn buộc chúng thuộc về mình bố mẹ bách nhìn nhau đầy vẻ nặng nề xem chừng cô con dâu tương lai này cũng khó đối phó bách tức giận nắm lấy tay ly kéo cô ra ngoài cửa em làm sao đấy em đòi hỏi như thế không thấy quá đáng à em chỉ muốn chúng ta kết hôn có kế hoạch rõ ràng ly chớp mắt cô đang nói dối trong lòng cô cảm thấy không mấy dễ chịu nhưng cô vẫn phải nói. Không phải, anh sẽ nói, sẽ cho em mọi thứ à? Em cả cho anh, gia đình xa, một thân một mình ở đây, không có gì để em yên tâm cả. Lý bĩu môi, vẻ mặt buồn bực, càng nói thì giọng lại càng nhỏ lại. Cô biết người đàn ông này rất yêu cô, cho nên anh ta sẽ không buông tay. Cô đòi hỏi thế nào, anh ta cũng sẽ chấp nhận. Bách cúi đầu, vò tung mái tóc bóng mượt của mình, anh ta bất lực và quẫn bách như cái tên của mình vậy mua nhà mua xe như vậy chẳng phải sẽ lột sạch hết tiền mà họ có hay sao vì đám cưới này như thế có xứng đáng hay không? Ly nhận ra biểu cảm của anh ta đột nhiên có chút thất vọng quả nhiên là đụng đến tiền thì mới thấy lòng dạ thật sự của người khác cho dù đối phương có là người yêu cô chết đi sống lại cũng là người mà cô đặt cược cả trái tim và tương lai của mình cuối cùng thì vẫn cứ thua trận trước cuộc chiến tiền nong. Hóa ra đây là lý do vì sao người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, Xính lễ cưới xin là bước mở đầu, sau khi về ở chung, tất cả mọi thứ mới bắt đầu được bộc lộ, mà hai người họ có khi còn chẳng bước qua nổi cái cửa ngửa xính lễ này. Được rồi, nhà và xe sẽ có cho em. Bách cán xăng nói, nắm chặt lấy tay ly khi cô chuẩn bị bỏ đi. Lý hớn hở ra mặt. Có thể cô đã nghĩ lầm. Có thể Bách cũng thật sự yêu cô. Cô nhào tới ôm chầm lấy anh ta. Thật không? Em vui là được. Anh ta nói, mặt buồn thối như thể bị trộm mất sổ gạo. Mà thực ra một lần vung tay của Ly thì cũng đáng giá ngang sổ gạo nhà anh ta rồi. Bách làm việc rất nhanh, sau khi quyết định xính lễ xong xuôi, không biết bằng cách nào mà anh ta thuyết phục được bố mẹ mình. Trong vòng nửa tháng đã mua ngay được một căn chung cư ở trung tâm thành phố và tậu được một chiếc xe bóng bẩy sáng sủa đẹp đẽ. Ly đặt giấy tờ lên bàn trà để về phía đối diện. Người đàn bà trung niên với mái tóc nhuộm đen, ánh xanh lấp lánh, sung sướng mở bừng cả hai mắt, nhào tới vô lấy giấy tờ trên bàn, Ly chặn tay bà ta lại. Nói rõ đã, đây là thứ cuối cùng tôi cho bà, sau này đừng đến tìm tôi nữa người phụ nữ cười hề hề trên mặt cứ như viết đầy hai chữ tiền đúng là có cơm ngon thì quên ngày đói không sao mẹ không trách con nói rồi bà ta lại vươn tay mập mạp chạm vào từ giấy kia ly cũng không giữ chúng nữa bà không phải là mẹ tôi nhớ đấy sau này chúng ta không còn quan hệ đừng tìm tôi đòi hỏi nữa tôi không còn gì để cho bà đâu Bà Hồng híp mắt nhìn những giấy tờ chứng nhận nhà cửa và xe ô tô kia, rồi lại liếc ly một cái, trong lòng thầm cười khẩy. Đâu phải cứ muốn không nhận là được, bà ta cứ đến, cứ đòi, sẽ nhẽ cô lại không cho ư. Chà chà, con biết quan tâm đến thằng nhóc kia từ khi nào thế, mẹ tưởng con tiếp cận nó vì tiền thôi chứ. Không phải chuyện của bà, tôi với Bách là thật lòng yêu nhau, nếu không phải vì bà và mấy cái miệng đói khát của nhà bà, tôi cũng không cần lừa gạt anh ấy để lấy tiền như thế. Đi lạnh lẽo nói, lời nào phun ra cũng đầy oán trách và căm hận. Đúng vậy, không phải vì bà ta, mấy đứa em cùng cha khác mẹ kia, cô cũng không phải mặt dày đòi nhà, đòi xe, đòi tiền bạc từ nhà bác. Cô cũng chỉ muốn một lần đổi lấy sự tự do cả đời của mình. Đối với chuyện lừa bác, sau này cô sẽ lựa lời nói lại, sẽ làm hết sức để bù đắp cho anh. Anh ta yêu cô như vậy, cô cũng yêu anh ta như vậy, anh ta sẽ không tuyệt tình với cô. Ly tự thầm nói với mình, rồi nhanh chóng rời đi khỏi quán cà phê. Ở cái bàn cách đó không xa, một người đàn ông mặc đồ đen xì, chai bịt kín mít vẫn luôn theo dõi Ly và bà Hồng, cũng đã nghe không sót một từ nào cả. Hắn âm thầm cuộn chặt bàn tay lại, nghiến sang kèn kẹt. Cuối tháng, đám cưới được tổ chức đúng như dự định. Nhà họ Đặng là gia tộc lớn trong thành phố, người thân người quen nhiều không đếm xuể. Toàn bộ sân sau của khách sạn Inwon được dùng làm nơi tổ chức tiệc cưới, còn sảnh lớn ở ngoài là nơi tiếp đón người tới tham dự. Chỉ cần nhìn mật độ người dày đặc, xe đến xe đi, cây nào cũng mặt hoa xa phấn, khoác lên người những bộ đồ lấp lánh súng xính kia thôi cũng đủ thấy được sự xa hoa của nơi này. Trong khi đó, Ly đang ngồi ở phòng phía trên tầng 3, trong phòng chỉ có một mình cô. Li nhìn bộ váy cô dâu mà cô tự tay chọn lựa, nhìn chiếc nhẫn cưới đính viên đá trong suốt to bằng cái móng tay cái đang nằm trên ngón áp út, trong lòng cảm thấy hạnh phúc không thôi. Cô vươn tay tháo chiếc vòng cổ của, của mình xuống, hôm nay cô phải đổi sang một chiếc vòng khác để phù hợp với trang phục. Nhìn chiếc vòng mỏng dính bằng bạc, dù dùng lâu nhưng vẫn còn rất sáng, đột nhiên một sự xúc động dâng lên, đè ép vào lồng ngựa cô. Mẹ ơi, con sắp lấy chồng. Từ giờ mẹ sẽ không phải lo lắng cho con nữa, mẹ có thể yên tâm được rồi. Ly run rẩy nói thầm, rồi đem chiếc vòng cất vào một cái hộp. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, rồi cửa bị đẩy ra. Cô dâu không được gặp ai trước khi nghi thức trao nhẫn bắt đầu. Tại sao lúc này lại có người tới nhỉ? Cô vội xoay người lại. Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, ăn vận hết sức chỉn chu, chiếc áo đuôi tôm dài ngang khoe chân, trên tay cầm một cái nơ màu đen nhỏ với bộ đồ kia. Nếu trước ngực dắt thêm bó hoa trắng nữa thì khẳng định hắn sẽ là chú rể đẹp trai nhất trong đám cưới. Nhưng hắn không phải bác. Chẳng lẽ hôm nay ở đây còn tổ chức đám cưới nữa hay sao? Ly thầm hỏi. Không đúng, bác đã cho bọn, đã bao chọn cái khách sạn này rồi. Không thể có thêm chú rể khác. Có lẽ đây là một vị khách nào đó. Ờ, xin lỗi, anh đến nhầm phòng rồi. Tiệc cưới ở dưới sảnh cơ. Tôi, tôi không đi nhầm đâu. "Gì bảo tôi đi tìm phòng để trang điểm đó." Hắn lễ phép nói, giọng điệu như một đứa trả 3 tuổi. Trong cái lốt người đàn ông trưởng thành, lúc này Ly mới nhận ra hắn có điểm khác lạ. Ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai, trưởng thành, phong thái và biểu cảm hắn lại giống hệt một đứa trẻ. "Tôi đi nhầm rồi à, tôi không biết tìm phòng nào." Hắn gấp gáp nói, có vẻ như đang cuốn quýt lắm rồi. Đôi mắt hắn còn tròn hơn cả cô giờ đang mở to đoành. Nước mắt lưng tròng do lệ bằng hạt đậu sắp rơi ra ngoài. Ly thở dài, không phải cái này có vấn đề đấy chứ. Trong đám cưới của mình sao lại xuất hiện một tên sở hơi như vậy? Trong khi cô đang suy nghĩ và bối rối, người đàn ông kia bắt đầu hòa khóc lên. Hắn khóc nước nở như thể vừa bị cô bắt nạt, vừa khóc vừa lấp bắp sẻ thích. Hù hù, dì bảo tôi đến đây mà, dì nói có người chờ ở đây để thoát nơi cho tôi hắn vừa nói vừa giơ cái nơ lên để là bằng chứng cho lời nói của mình được rồi được rồi đừng có khóc nữa lý bắt đầu cảm thấy tay mình đau bút cô xác định người đàn ông này chắc chắn có vấn đề đầu óc rồi tôi thắt nơi cho anh để tôi nói rồi cô tiến đến phía hắn cầm lấy cái nơ trong tay hắn nghĩ cũng thật buồn cười cô phải kiễng chân lên để thắt cổ áo cho một người đàn ông với tâm hồn trẻ thơ ba tuổi trong ngày cưới của chính mình Chuyện này là dự cảm tốt hay xấu đây? Ly thắt xong chiếc nơi nhỏ, cẩn thận vuốt cho nó phẳng phiu và chỉnh lại cổ áo hơi sộp sạch của người đàn ông kia, thì vừa vặn cũng có một người khác chạy vọt tới. Gã ta trông rất thời thượng với mái tóc dài và điều bộ khá mềm mại, gã nhào đến bên người đàn ông kia, chu chéo lên. Ôi trời ơi, tổ tông của tôi, cậu bỏ đi đâu làm tôi xoắn lên tìm mãi mà không thấy vừa kêu gào, gã vừa đánh mắt sang nhìn Ly chòm chọc, chọc, trên mặt đầy vẻ cảnh giác, cứ như là cô sắp sửa ăn thịt người đàn ông kia đến nơi. Cô định làm gì? Cô muốn lừa cậu ta à? Đứng xa ra một tí, đừng có sát vào cậu chủ của tôi như thế. Ly bực bội, rõ ràng là cái tên ngốc kia mới là người vào nhầm phòng của cô, còn khóc hu hu đòi đi tìm người nhà. Cô tốt bụng lắm nên mới dỗ dành giúp hắn thắt nơ lên cô áo, thế mà bây giờ lại bị mắng. Những kẻ có tiền thì luôn vô phép như thế à? Lý trứng mắt lên với gã. Này nhá, chính anh ta đi lạc phòng vào vọc phòng tôi đấy. Ai thèm động đến anh ta làm gì? Cả Lý và gã ta mới đều mang bộ dạng như sắp sửa lao vào đánh nhau đến nơi. Tuy đang mặc vé cưới cổng cành, tuy là phụ nữ, nhưng cô cũng chẳng ngán phải đối đầu với mấy tên thần kinh, thiếu lý lẽ như thế. Bỗng nhiên, người đàn ông còn đang im lặng kia kéo gã, gã mới tới, thẽ thọt lên tiếng. Evan, đừng mắng chị ấy. Chị ấy không làm gì tôi. Chị ấy còn thắt nơ cho tôi. Hắn nói, ưỡn ngực lên khoe cái nơi xinh xắn trên cổ áo mình. Xem này, đẹp không? Gã tên Evan kia liếc nhìn Lim một cái, lại nhìn cái tên nơ trên cổ và gương mặt vui vẻ của người đàn ông kia rồi chẹp miệng. Ừ được rồi, không so được với cô ta, chúng ta về nhá. Tôi còn phải trang điểm cho cậu, không thì tí nữa người ta chụp ảnh sẽ xấu lắm. Đi, đi về trang điểm, Tôi... tôi không thích xấu đâu. Người đàn ông ngây ngô nói để cho gã Evan cầm tay sắt đi. Trong khi đó, Lý vẫn đang há hốc mồm tại chỗ. Hắn... hắn vừa gọi cô là gì nhỉ? Chị? Lại còn bằng cái giọng non nớt như thế. Lý choáng váng, quên mất cả việc mình bị người ta chửi oan, quên luôn cả việc hít thở thế nào cho đúng. Đến khi cô tỉnh táo lại thì hai người đàn ông kia đã mất hút khỏi hành lang. Đúng là xui xẻo tại sao mình lại phải gặp hai tên thần kinh trong đám cưới của mình. Nhi quay lại trở vào phòng, cô đã chờ ở đây từ sáng sớm, Bách nói về cô, tiệc cưới sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ trưa, thế nhưng bây giờ đã là gần 12 giờ, vẫn chưa ai gọi cô xuống, Ly cảm thấy buồn chồn không yên, lẽ nào đã xảy ra vấn đề gì trong khâu tổ chức. Cô mò đến bên cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm lớn ra, nghiêng đầu nhìn xuống phía sân so khách sạn tất cả mọi thứ dường như đều đã chuẩn bị chu toàn khách hứa cũng đã ngồi vào chỗ của mình trong họ còn có vẻ rất sốt ruột như thể chờ đợi đã lâu mà chưa tới giờ tâm trạng của họ có lẽ sống hệt như của ly hiện tại có lẽ đã có chuyện thật ly đau mắt nhìn quanh sân khách sạn cô không thấy bóng dáng của bách đầu cả quái lạ khách đã đến đầy đủ như thế sao còn chưa thấy anh ấy anh ấy đang ở đâu Linh lầm bầm, trong đầu cô nghĩ đến cả ngàn lý do. Anh ấy bị tắc đường, hay trang phục có vấn đề, hay là gặp tai nạn rồi. Có khi nào chú rể của cô sẽ bỏ trốn trước đám cưới hay không đây? Bách là cơ hội duy nhất của cô, là cầu nối giữa cô và thế giới thượng lưu này. Cô không thể chuẩn bị bước chân qua ngưỡng cửa giàu có thì lại đứt gánh giữa trường được. Lì bạm môi, xách váy lên, rời khỏi phòng nghỉ. Cô phải đi tìm Bách, mặc kệ cái phong tục cô dâu không được gặp chú rể trước giờ gờ. Cô chạy dọc theo hành lang, những cánh cửa gỗ cùng màu với sàn gạch men được bóng kín mít. Vì đám cưới này, Bách đã bao nguyện cả khách sạn. Đương nhiên là cô sẽ chẳng tìm thấy bất kỳ ai làng vàng ở đây, ngoại trừ tên nhóc, tên ngốc đi lạc lúc nãy. Đi một vòng quanh tầng 3, cô không thấy một bóng dáng người nào. đi đi xuống tầng 2, đúng lúc tuyệt vọng vì chẳng tìm nổi ai để hỏi chuyện thì cô chợt thấy một căn phòng đang mở cửa, ánh sáng bên trong hát ra, tạo thành một vệt sáng trải dài trên sàn và vách tường đối diện. Lý nhanh chóng đi tới đó, cô định mở cửa xông vào, nhưng trực giác nói với cô rằng cô không nên làm như vậy. Lý nép sát vào cửa, qua cái khe hở nhòm vào trong. Mặc dù hành động này rất ngu ngốc và vô duyên, nhưng buộc cô phải làm như vậy. Trong phòng vào lên tiếng máy sấy ù ù khe khẽ, tiếng xịt gôm và rồi nối tiếp loạt lời khen ngợi tầng bốc của một ai đó. Cha, Trường Thạch à, cậu đẹp trai thật đấy. Giọng một cô gái. Đúng vậy, trông hoàn hảo thế này, đảm bảo tí chụp ảnh không thể xấu được. Giọng một người phụ nữ khác, có vẻ già dặn hơn người trước. Thật à, tôi rất đẹp trai á. Vậy vợ tôi sẽ thích tôi đúng không? Giọng đàn ông vang lên, nghe có vẻ ngây ngốc. Ly dùng cả mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô gai cả người. Giọng người đàn ông kia thật quen thuộc. Cô vừa rồi mới nghe cách đây không lâu. Từng lời tông bốc của người tiếp theo càng khiến cô sửng sốt hơn. Tất nhiên rồi, làm gì có cô gái nào cưỡng lại được cái nhan sắc tuyệt vời này. Tổ tông của tôi ơi, cậu là chú rể đẹp nhất trên đời này đấy. Lý chắc chắn, đây là giọng của cái gã đàn ông mặt hoa da phấn khi nãy. Người có mái tóc vàng óng, tên là Evan. Gã vừa nói, người đàn ông ngốc tên Trường Thạch kia là chú rể, hắn cũng sắp kết hôn ư. Nhưng đây là đám cưới của cô mà, Bách đã bao chọn cả khách sạn, sao có thể mọc sang một chú rể khác vào lúc này. Lý vừa lo lắng, không biết Bách đã đi đâu, gặp chuyện gì, cô lại càng không biết ở đây đang xảy ra vấn đề gì. Lý vươn tay lên chạm vào nắm cửa, định đẩy cửa xông vào hỏi chuyện thì một người khác đã túm lấy cô. Anh ta bịt miệng cô, lôi ra khỏi căn phòng đó, Ly không thở được, hai mắt trợn ngược, trong mắt như sắp nứt ra đến nơi. Cô không ngừng đập vào cánh tay anh ta, muốn anh ta thả mình ra. Cho đến khi anh ta kéo cô đến đầu hành lang, Ly mới buông được tha. Cô nhìn thấy Bách đang đứng ở trước mặt mình. Anh ta không mặc bộ vest cưới mà họ đã cùng nhau chọn. Trên ngực áo cũng không có cải hoa. Anh đã ở đâu vậy? Vest của anh đâu? Sao anh không mặc? Quá giờ cửa hành hôn lễ rồi đấy. Hôm nay không phải chỉ có một lễ cưới thôi sao? Em thấy có cả người khác nữa, hắn cũng nhận là chú rể. Lý sốt sáng hỏi, trong lòng cô có sự cảm không lành, nhưng cô vẫn níu kéo lấy một tia hy vọng. Bác cười nhạt, anh ta chậm rãi lắc đầu. Hôm nay đúng là chỉ có một lễ cưới, nhưng không phải của chúng ta. Lý cả kinh, trái tim trong lòng ngực đập bình bịch liên hồi. Anh ấy đang nói gì? Hôm nay không phải lễ cưới của cô và anh, cô không hiểu được ý này. Ờ, hôm nay là lễ cưới của em, với với anh họ anh. Lời tuôn ra từ miệng bách, cứ như một trò đùa, Ly không thể tin vào tay mình, càng không tin nổi lời nói đùa cợt vớ vẩn này. Cô đang sợ đến lạnh cả người đi rồi, cô cảm thấy có lẽ chiếc váy cưới này quá hở hang cho nên cô mới lạnh đến như vậy. Hoặc là nhiệt độ trong phòng đang đột ngột bị giảm xuống, chứ không phải vì cô mơ hồ cảm giác được đang có chuyện đó xảy ra hay không. Anh đừng đùa em, chuyện này không phải chuyện đùa cợt. Ly nắm lấy tay bách, lòng bàn tay cô đã lạnh ngắt ướt mồ hôi. Nó không đùa. Mẹ của Bách chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, trên mặt là sự thản nhiên. Rõ ràng họ đã có chuẩn bị trước cho chuyện này, chỉ có Ly là không biết gì. Tôi nói cô không được ra ngoài. Cô dâu sao có thể chạy lung tung trước đám cưới được hả? Bà quát ẩm lên. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ bảo anh ấy không đùa Ý mẹ là gì Không phải mẹ Con trai tôi đã nói rồi Cô không cưới nó Người cô cưới ngày hôm nay là Đặng Trường Thạch Anh họ nó Cháu họ tôi Đặng Trường Thạch Chính là cái tên ngu ngốc mà cô đã gặp khi nãy Ở đây chỉ có một đám cưới Chỉ có một chú rể là hắn Lì bàng hoàng trong chốc lát Cô cúi đầu nhìn bách Chờ đợi một lời giải thích Ánh mắt đầy van xin một cái lắc đầu của anh ta nhưng bác chỉ nhún vai, gật đầu một cái, nhẹ nhàng như thể đó là chuyện hiển nhiên, đã được quyết định từ lâu lắm rồi. Các người lừa tôi. Đi chết lặng. Không phải cô cũng lừa chúng tôi à? Lấy tiền của tôi, nhà và xe đòi đứng tên cô, rồi cô bán tất cả đi. Chỗ tiền đó cô bỏ túi riêng, không phải sao? Cô, tôi, chúng ta đều là phương lừa đảo như nhau thôi. Bách chỉ vào ly, chỉ vào mình, cười khẩy một cái đầy khinh bỉ, trên mặt không có cảm xúc gì. Lý vốn tưởng anh ta yêu mình thật lòng, vốn tưởng mình có thể nắm giữ trái tim một người đàn ông, điều khiển được anh ta, giữ được mình một chỗ dựa vững chắc. Đến giờ cô chỉ mới vỡ lẽ, bác không yêu cô, anh ta chỉ lợi dụng cô. Chính xác là cả gia đình họ giả bộ chiều chuộng cô, chỉ để lừa cô kết hôn với một người anh họ ngốc kia. Mọi thứ đảo lộn trong chốc lát, theo một chiều hướng không thể tin nổi. Chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong tiểu thuyết hay mấy cuốn chuyện cười rẻ tiền, giờ đây lại đang ám ảnh vào cuộc sống của cô. Ly nghiến rằng, cô nhất định phải để mình bị nắm thóp, bị giờ xây như một con dối thế, cô làm chủ cuộc đời mình. Cô hồng hăng muốn tháo chiếc nhẫn kim cương to đùng kia ra. Chiếc nhẫn lại thắt chặt vào ngón tay áp út, kéo sách cả ra cũng không rời ra được mấy phân. Tôi không cưới. Ly nói, tay ra sức tháo nhẫn, ra tay đỏ ửng lên, bách đè lên tay cô, sự ấm áp trên bàn tay hắn hiện giờ chẳng còn bao nhiêu. Cô nghĩ cho kỹ đi, trả lại nhẫn, đào hôn ngay lúc này, cô sẽ phải hoàn trả mọi thứ cô đã nhận từ tôi, một đồng cũng không được thiếu. Anh ta từ tốn nói, giọng điệu lạnh ngắt, sặc mùi tiền, ly ngay lập tức dừng tay lại, tiền ư, cô lấy đâu xa mà trả cho họ. Tất cả đều rơi vào tay của bà Hồng, cô dù chẳng có đồng nào trong người hết. Dù sắm vai một cô nàng đào mỏ, ngày ngày bòn rút tiền của bác, tư lợi cho bản thân, nhưng thực chất, cô không được cầm một đồng nào. Sao? Không trả lời được đúng không? Vậy thì ngoan ngoãn kết hôn đi. Bách vươn tay lên nắm lấy cầm cô, đôi mắt tránh xã nhìn cô chằm chằm. Cô chỉ cần tiền thôi mà, chồng thì lấy ai mà chẳng như nhau, nhỉ? Anh ta bật cười, dường như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, Mẹ anh ta lúc này mới lên tiếng. "Về phòng ngồi chờ đi, lát nữa có người đưa cô xuống, đừng hòng dở trò, cô không trốn nổi đâu." Tiếng bước chân hai người biến mất khỏi hành lang, ly đổ sụp xuống sàn, cô không khóc được, thông tin vừa được tiếp nhận quá khủng khiếp, cô còn chưa thể tiêu hóa xong, trong đầu là một mảng tạp âm hỗn loạn, cô sẽ phải cưới một kẻ ngu sao? Cô có thể bỏ trốn hay không đây? Đúng rồi phải bỏ chạy khỏi ngay đây chỉ cần không để cho bách tìm ra được thì có gì phải sợ chứ cô cứ luôn linh linh rằng bách sẽ là bến đỗ của cô không nói đến tình yêu chỉ riêng lợi ích khi kết hôn với anh ta thôi cũng đã quá đủ không ngờ rằng mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát thế này mà cũng không đúng đây không thể là chuyện vượt kiểm soát của cô rõ ràng là bách và gia đình anh ta lợi dụng cô từ trước muốn lừa gạt cô cưới cô cho một kẻ khác cô không hiểu Họ làm như thế thì có được lợi lộc gì? Tại sao phải là cô? Lì đứng dậy, sách váy lên. Cô quyết định sẽ bỏ chạy. Cô không thể cứ như vậy làm mùa nhục cho người ta. Cưới một thằng ngốc, cả đời giúp trong xó xỉnh mà hầu hạ hắn. Nghĩ là làm, Ly nhanh chóng chạy về phía cuối hành lang. Cô ý đi ngược đường với bác và mẹ anh ta. Lúc chạy qua khỏi căn phòng kia, cô chạm mặt với Thạch. Hắn đã ăn vận chỉnh tề, trên cổ là chiếc nơ mà cô đã thắt cho hực áo rất một bó hoa màu trắng, nếu không phải đầu óc có vấn đề, có lẽ hắn cũng sẽ là một chú rể hoàn hảo mà bất kỳ ai mực mơ ước. Nhìn thấy cô chạy ngang qua, Thạch hớn hở gọi to. "Chị xinh đẹp ơi, chị đi đâu vậy?" Vừa gọi, hắn vừa nhào đến cầm tay cô níu lại. "Chết tiệt, cô không thể bỏ trốn khi mà có một quả tạ bám dính lấy chân thế này được." "Tôi chuẩn bị đi lấy vợ này." Hắn ư ngực ra khoe bó hoa nhỏ trên túi ngực. Bó hoa này là của chú rể đó. Trông tôi có đẹp trai không? Vợ tôi sẽ thích tôi chứ? Hắn cứ ngây ngô hỏi, vẻ mặt ngốc nghếch lại vô cùng tự hào, xong lại có chút lo lắng. Cứ như thế hắn biết rằng đầu óc mình không được bình thường nên mới có chút cảm giác tự ti. Lì thì đang sốt ruột chết đi được, cô không có thời gian buôn chuyện với hắn. Cô vội vàng, ừ một tiếng rồi gạt tay hắn ra, chạy vội về phía thang máy thành không buông tha cho cô hắn lại tiếp tục túm lấy váy cô chạy theo chị ơi chị đi đâu đấy chị vừa giúp tôi thắt nơ tôi rất thích chị hay là tôi mời chị tham gia đám cưới của tôi nhé hắn hào hứng đưa ra lời đề nghị lì trợn mắt trong lòng thầm chửi rủa ở lại cái khỉ ấy nếu hắn biết cô chính là cô dâu của hắn đang liều mạng tìm cách bỏ trốn khỏi đám cưới đảo hồn ngày trước lễ cưới liệu hắn có tủ thân mà òa khóc lên không đây không được rồi, tôi đang có việc rất gấp, cần phải đi ngay bây giờ. Lý giả bộ mềm mỏng, đối phó với trẻ con thì không thể dùng bạo lực được. Cô nắm lấy bàn tay, đang túm chặt lấy vé mình của Thạch nhẹ nhàng gỡ ra. Ở phía đầu hành lang, có hai người đàn ông cao to đang xăm xăm bước tới, trông họ như đang tìm kiếm người nào đó. Lý biết, ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác nằm trong tầm ngắm của họ. Có lẽ là do bách phải đến để canh giữ cô. Với bộ dạng này, cô có nằm mơ cũng không thể trốn được, nhưng cô nhất định phải rời khỏi đây. Tôi không còn thời gian chơi với anh, anh để tôi đi đi rồi khi nào xong việc tôi lại đến tìm anh nhé. Ly vừa nói vừa vươn tay lên bấm thang máy, hai gã đàn ông kia phát hiện ra cô. Cả hai gã sùng sống lao về phía này, trong lòng cô hoàng hốt, thang máy còn đang xuống. Những con số trên bảng điện tử chậm rãi nhích từng tí một làm cô nóng ruột. Dường như, cô còn chưa đủ đen đủ hay sao? Thạch bỗng dưng giơ tay lên với hai người đàn ông kia, hắn vui vẻ nói với cô. Vậy để tôi bảo giúp họ, giúp chị nhé. Em trai nói tôi có thể sai bảo tất cả những người ở đây đó, tôi không thích từ sai bảo lắm. Anh điên à? li Hồn gắt lên với Thạch, anh gọi họ làm gì? Hắn không nghĩ là mình sẽ bị mắng, trong đầu hắn chỉ đơn giản cho rằng mình đã làm một việc tốt. Hai mắt hắn bắt đầu long lanh lên đôi mắt xinh xắn đưa ra đằng trước, run rẩy mím lại để không bật khóc. Lì thầm nghĩ, thôi tiêu rồi, tên này mà khóc ở đây thì cô có chạy đằng trời. Cô không thể suy nghĩ được nữa, trong đầu chỉ bật ra được duy nhất một từ là chạy. Lì sốc váy lên cao, chiếc váy cưới nhiều lớp với chân váy phòng mà cô yêu thích, giờ lại chính là khuyết điểm lớn nhất của cô. Cô không thể bỏ chạy nhanh được khi khoác nó lên người. Ly vừa chạy, vừa vươn tay ra sau để tháo phần đuôi váy. Dù gì cũng là bỏ trốn, cô không cần đến hình tượng gì cả. Ly cuống quyết tháo gỡ dây, ném chân váy lại phía sau, còn mình chỉ mặc một chiếc quần nhịt cùng áo corset, cắm đầu lao về phía thang bộ. Vừa chạy xuống, đến tầng 1, cô đã thở không ra hơi. Chiếc giày cao gót làm chân cô đỏ lên. Gót chân và đầu mũi chân đau nhói. Cô cắn răng chạy tiếp, mồ hôi túa ra đã ướt cả chiếc cô xét. Nó cọ vào lưng, da cô phát đau. Nhưng rất nhanh thôi, Ly đã không chạy được nữa. Ngay khi cô lao ra đến sảnh thì đã nhìn thấy bác đứng chờ sẵn ở đó cùng một hàng bảo vệ. Cô gàn thật đấy nhỉ, dám bỏ trốn trước mắt tôi. Hắn nghiến răng nói, đi đến cạnh Ly, hai gã bảo vệ kia cũng đã đuổi đến sau lưng cô. Trên tay là những mảnh vải của chân váy cưới mà họ nhận được, họ đưa nó cho bác. Thả tôi đi, anh muốn gì tôi cũng đồng ý. Tôi có thể làm trâu làm ngựa để trả tiền cho anh, chỉ cần không phải cười cái người kia Ly xuống nước cầu xin. Chỉ có điều, cách này không có tác dụng đối với Bách. Từ trước đến nay, anh ta yêu chiều cô cũng chỉ vì lợi dụng cho ngày này. Khi đã đạt được mục đích, lời nói của Ly chẳng có tác dụng gì đến anh ta nữa. Bách nhến mà nhìn cô, nở một nụ cười lạnh cả sống lưng. Tiếc quá, tôi lại chỉ muốn cưới cô cưới hắn. Nói rồi, Bách tự tay buộc lại mấy lớp vải chân vải kia, chiếc vải cưới lộng lẫy lại được hoàn thiện. Lý trong phút chốc lại quay trở về với thân phận cô dâu nhà tài phiệt. Đó là số phận cô đã định sẵn, là kế hoạch được đóng đinh trong tới ngày hôm nay rồi. Lý cắn răng để cho hai gã bảo vệ kia sách mình như sách một con gà đưa đến sân sau khách sạn. Họ nghe phân phó của bác trông giữ cô cho đến khi người sướng tên cô lên đưa cô vào sân khấu. Lý dầu dĩ cúi đầu, cô đã không còn đường lui, chỉ trách cô quá tham lam nếu như cô không được một tấc lại muốn tiến một bước, cầm tiền của bác đến quen, dần dần, còn vì ham muốn đến cả tình yêu mà ở bên anh ta, có lẽ cô đã không rời vào ngày này. Chủ hôn đã công bố tên cô dâu, mời cô bước lên sân khấu, lại đường sang đầy đèn hoa và được trải cả những cánh hoa làm sót sàn, hương thơm ngào ngạt. Nhưng mỗi bước đi của cô đều có kim châm dưới gan lòng bàn chân, hoàn toàn không có gì si êm ái. Ly không kìm nén được cảm xúc, để nước mắt lăn dài trên gò má. Hình ảnh này trong mắt người khác chỉ giống như một khung cảnh lãng mạn. Lúc này, cô khóc vì quá là xúc động, vì cô sắp sửa được kết hôn với người mà cô thương nhất. Đó là điều mà họ được nghe về câu chuyện tình yêu của Ly và Thạch vốn đã là một câu chuyện theo diệt từ miệng của Bách, rằng Ly tình cờ gặp được Thạch. Bất chấp việc Thạch bị bệnh mà vẫn luôn yêu thương hắn, nguyện chăm sóc cho hắn cả đời. Chỉ có Ly biết, mọi chuyện không phải như vậy. Cô cúi đầu suốt hôn lễ, không nhìn về phía chú rể ngốc của mình một lần nào. Cho đến khi chủ hôn tuyên bố hai người là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu, Lý mới buộc phải ngẩng đầu lên. Thành tỏ ra ngạc nhiên lắm. Ơ, chị gái xinh đẹp. Hắn mở to đôi mắt, ngây ngốc nhìn cô. Chị là vợ của tôi sao? Chị đã bận xong rồi à? Ừ, tôi bận xong rồi. Lý khẽ nói, Nét mặt buồn bực không thể giấu được lọt vào mắt của Thạch. Hắn bất chợt vươn tay lên lau nước mắt cho Ly. Lúc này cô mới biết mặt mình đã đầy nước mắt. "Chị đừng khóc, chị không thích tôi sao? Tôi không đẹp sao?" "Không, anh rất đẹp." Ly nói, mũi cay xè, mắt cũng rát cả lên rồi. "Vậy sao chị lại khóc?" Eva nói, "Chỉ người nào đang buồn mới khóc thôi. Chị, chị đang buồn gì thế?" Ly không biết phải trả lời thế nào cô vẫn luôn là người lý trí cô biết rõ chuyện này là do bách và bố mẹ anh ta đứng sau thao túng tên ngốc trước mặt cô đây chắc hẳn chẳng hay hề biết gì về việc cô bị ép hôn bị lừa kết hôn hắn không có lỗi gì cả cô không thể đổ lỗi cho hắn được càng không nên nói cho hắn biết sự thật về đám cưới này mà có khi nói ra hắn cũng không hiểu chú hôn thấy hai người trần trừ quá lâu ông ta nhắc lại một lần nữa về việc chú rể hôn cô dâu thoát một cái, mặt thạch đỏ bừng lên, hắn nhẹ ngùng nhìn trái rồi nhìn phải, rồi nhanh chóng cúi người thơm lên má ly. Không biết là do ảo giác hay là do nơi đây quá ồn ào mà cô nghe nhầm rồi chăng? Nhưng trong nửa giây thạch đặt cái thơm lên má mình, cô nghe thấy hắn nói bằng một giọng hoàn toàn khác. Hôn môi là có bầu đấy nhỉ? Đó là giọng của một người trưởng thành, một người có tâm hồn hơn 3 tuổi, một người trải qua đau thương và sương gió vừa lạnh nhạt lại vừa có chút âm điệu cợt nhả. Ly trừng mắt nhìn hắn, ngay sau khi kết thúc lời thì thầm kia, hắn lại chưa ra vẻ mặt ngây thơ đến tội nghiệp. Cái vẻ xấu hổ đến mức tai cũng đỏ cắt lên như thế kia thì không thể là giả được. Ly lắc đầu, có lẽ cô gặp ảo giác thật, chồng cô là một tên ngốc cơ mà. Tiệc tùng xong xuôi, đám cưới kết thúc thì cũng đã tối. Ly không được tham gia bữa thực tối mà bị đẩy về phòng nghỉ. Bách nói rằng anh họ ta hơi ngốc, không thể tham gia những buổi tiệc như vậy. Cho nên anh ta sẽ thay mặt Trường Thạch làm những việc này. Lý bĩu môi, rõ ràng anh ta muốn lợi dụng cơ hội để kéo bè kết cánh, móc nối quan hệ với những kẻ giàu thì có. Dù vậy, cô cũng không làm trái lời Bách được, đành phải ngoan ngoãn quay về phòng nghỉ. Trường Thạch cũng đi theo cô, hắn cứ lốc cóc đi theo đằng sau, nắm lấy vạt váy của cô. Lý cảm thấy thật phiền nhưng có một người nhắc hộ phái mình như vậy đi cũng đỡ dẫm phải vì thế cô không đuổi hắn đi đằng nào thì cô và hắn cũng không tách nhau ra được cô cũng không thể bỏ trốn nữa cái người cứ thế đi về phía phòng nghỉ gãi vần vừa thế trường thạch thì đã vội vàng lao ra ôm chầm lấy hắn tổ tông ơi cậu đã về rồi đấy à ly lại bĩu môi cứ như là mấy người bọn họ xa nhau cả thế kỷ rồi cơ đấy gãi evan nắm tay trường thạch lôi hắn vào trong ấn hắn ngồi xuống ghế. Ngay lập tức, mẹ em gái súng lại chỗ hắn, người thì lau gom tóc, người thì tẩy trang. Ly thở dài ảo não, tự mình đi về một góc phòng, ngồi xuống bàn trang điểm. Khác với trưởng thạch, cô chỉ có một mình. Ly nhún vai, tự gỡ mấy cái đang găm trên tóc mình ra. Mái tóc dài bị xịt kéo cứng ngác, mấy cái kẹp găm chặt đến nỗi. Cô nghiến sang nghiến lợi mãi không rút ra nổi, còn nó còn làm nó dối tung lên. Ở bên đối diện, qua tấm gương khổng lồ, Trường Thạch nhìn cô không chớp mắt. Có vẻ như hắn thấy bộ dạng lóng ngóng và bục bội của cô rất thú vị. Hắn nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới quay sang nói với Evan. Anh đừng chỉ chú ý đến tôi. Hắn chỉ về phía Ly đang sắp hóa điên vì mái tóc của mình. Mau giúp cả vợ tôi nữa. Vợ tôi đang không gỡ được tóc kìa. Những lời này không như phải phát ra từ miệng hắn. Với tông giọng ea của một đứa trẻ 3 tuổi, có lẽ bất kỳ cô gái nào cũng sẽ đổ dạp. Đáng tiếc, cho lại chẳng thương người đến thế. Lý Lức nhìn hắn qua gương, thầm cảm thán. Ông trời cho hắn cái mặt đẹp như hoa, nhưng lại đấy lấy đi trí óc của hắn mất rồi. Evan sau khi được chỉ định trực tiếp liền phải tay, đuổi mấy em gái đã làm đầu cho thạch sang chỗ ly. Cô cũng không khách sáo nữa mà để họ gỡ tóc. Càng có thời gian rảnh rỗi, cô lại càng nghĩ mô lung nhiều hơn, càng nghĩ... Cô càng không biết nên vui hay là buồn, là vui vì ít nhất người chồng ngốc nghếch này còn quan tâm đến mình, hay là buồn vì hắn điều kiện tốt như vậy mà cuối cùng sẽ phải sống ngốc nghếch như thế cả đời, buồn vì cũng phải trôi chân bên hắn cả đời. Không được, cô sao có thể ngoan ngoãn nghe lời mẹ con bác như thế? Chỉ cần tìm được cơ hội, cô sẽ bỏ trốn. Ly cắn môi, âm thầm tính toán. Lúc này cô mới ngẩng lên, người trong phòng đã đi từ bao giờ? Trường Thạch cũng ngồi cạnh cô mê mẩn nhìn ngắm cô tự bao giờ lì hơi giật mình anh qua đây làm gì bọn họ đi cả rồi tôi ở đây với vợ hắn đã lại xưng hô gọi cô là vợ chứ không gọi chị như lúc trước lì nhún vai gọi thế nào chẳng được sao anh không đi ăn đi anh không sẽ đói hay bụng anh không đói bụng sao trần thạch sầu mỏi lên phụng phịu trông có vẻ là ấm ức lắm không được vợ không ăn thì tôi cũng không ăn đâu tôi ở đây với vợ nhá Tùy anh Đi chán nản không buồn đôi co với hắn Chút về cưới khiến cô ngột ngạt khó chịu Phần cô rest, siết chặt lấy bụng Cô không thở nổi Ly vội vàng đứng dậy Tháo xe nhịt cô xét Tháo cả mấy lớp váy ở phía dưới ra Vợ ơi vợ làm gì thế Chặt quá tôi không thở được Ly nói Xong rồi mới nhớ ra còn có người ở đây Cô hơi ngại ngùng Nhưng rồi nhớ đến chuyện đầu óc trường thạch Chỉ như một thằng trẻ con ba tuổi Cô lại tặc lưỡi Mà kệ tháo váy ra mấy sợi dây cô xét được thiết chặt quá cô không ngoái ra sau không nhìn được càng không tháo được nút thắt mà còn buộc nó chặt hơn nhìn thấy ly hục mãi mới không cởi được áo sắc mặt đã tái cả đi hiển nhiên là cô khó chịu lắm rồi trường thấy lúc này mới đứng dậy túm lấy váy sợi váy trên áo cô tôi giúp vợ tháo nhá ừ được nhây lên một chút ly thở vừa nói bực mình lắm rồi Trương Thạch thuần thục tháo dây cô xét, cước nó ra khỏi người cô. Trong tháng chốc, Ly cảm giác được bàn tay hắn đang lướt qua bên eo mình, hạ xuống hông, dây buộc cũng được tháo rút ra. Mấy lớp chân váy tụt hẳn xuống, Ly hơi giật mình. Sao cô cứ cảm thấy hắn làm vậy là có chủ đích? Cô vội xoay người lại. Đập vào mắt cô là gương mặt tinh tế, hoàn hảo đến từng đường nét. Dường như người đứng trước mặt cô bây giờ không phải tên ngốc mà cô đã gặp tên đã hòa khóc chỉ vì không thắt được cổ áo, hay là người chồng ngây ngô không dám hôi lên má cô vì sợ dính bầu. Anh làm cái gì đấy? Lý Hoàng Hốt kêu lên, đề cảnh giác với trường thạch. Tôi, tôi giúp vợ tháo áo váy mà, vợ bảo không thở được, còn bảo tôi tháo nhanh lên. Trái tim đập bình bịch của cô bỗng dịu dàng lại. Ừ nhỉ, cô nghĩ gì thế này? Tên ngốc này, hắn chỉ hoàn hảo nếu như không mở miệng ra thôi. Chỉ cần hắn kết lời, hắn sẽ là một kẻ ngây ngô thiểu năng trí tuệ đến giờ ly vẫn không biết chính xác tên này bị bệnh gì là ngốc bẩm sinh hay là tự dưng bị vậy ly đột nhiên có chút tò mò về hắn dù sao cũng đã kết hôn sắp phải sống chung ở chung có lẽ cô nên tìm hiểu về hắn nhiều hơn một chút ly kéo ghế xuống ngồi ra hiệu cho thạch ngồi xuống nào ngồi đi thạch ngoan ngoãn đặt mông lên ghế hai tay để lên đầu gối lưng thẳng tắp còn chú ý nhìn cô Chúng ta đã cưới rồi đúng không? Lý bắt đầu dẫn dắt hỏi. Trường thầy gật đầu, tỏ vẻ không hiểu cô muốn làm gì. Vậy từ giờ chúng ta là vợ chồng, mà vợ chồng là gì, anh có hiểu không? À cái này tôi biết. Hắn hào hứng nhổm cả lên. Vợ chồng chính là hai người yêu thích nhau, cùng nhau ở chung một nhà, chăm sóc quan tâm đến nhau. Vậy anh thích tôi ư? Chúng ta quen nhau được mấy phút chứ hả? Anh biết tôi tiên gì không? Thấy cái vẻ sung sướng của hắn, cô không nhịn được mà bật lại. Đúng thế, hai người họ gặp nhau có khi chưa được một tiếng, thế mà đã thành vợ chồng rồi. Ngay cả đối phương là người như thế nào còn chẳng biết, hắn còn dám nói yêu thích, đúng là sợ hơi. Tôi, tôi không biết. Thành ủ rũ cúi đầu, vừa phát hiện ra một thiếu sót rất quan trọng. Ngay sau đó, hắn lại vui vẻ trở lại. Nhưng tôi biết vợ rất tốt, vợ còn thắt nơ cổ cho tôi. Chỉ cần tốt với tôi là tôi đều thích. Ai làm gì cho hắn, hắn nhớ rất rõ. Trong mắt hắn, Lý đã là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu, được yêu thương cả đời rồi. Nói xong, hắn ưỡn ngực lên, vỗ một cái, giọng dạc tuyên bố. Vợ yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi vợ đâu. Lý thiếu chút nữa thì phụt cười. Trông hắn vừa rồi không khác gì một đứa bé tự hào gọi mình là siêu nhân. Được rồi. Vậy anh có biết giữa vợ và chồng cần điều gì không? Như sự đoán của cô, Trường Thạch được mặt ra một cái rồi im bặt, hắn lắc đầu. Cần phải hiểu nhau, bây giờ chúng ta chơi trò giới thiệu nhé. Anh kể về anh, tôi kể về tôi, được không? Được được, Thạch hào hứng. Tôi thích chơi lắm, tôi chơi rất giỏi đấy nhé. Hai người cứ như vậy, anh một câu, tôi một câu. Cuối cùng thì Lý cũng nắm được kha khá thông tin về Thạch. Cho dù lời hắn nói có vẻ không đáng tin, nhưng cô đoán rằng hắn không nói dối. Vì đỡ ốc hắn chỉ như một đứa trẻ, mà trẻ con thì có nói dối bao giờ. Theo lời hắn nói, trước đây hắn là thiếu gia nhà họ đặng, bố mẹ hắn chỉ có một mình hắn là con trai duy nhất, mọi tài sản sau này đều thuộc về hắn. Tự dưng đến năm Trường Thạch 10 tuổi, chẳng hiểu từ đâu ra lại mọc ra một người gì, một người chú và một người em họ. Đó là gia đình Bách, bọn họ tìm đến bố mẹ Trường Thạch, kêu khổ kêu sở rồi được ở lại nhà họ đặng luôn. Có lẽ là vì mẹ của Trường Tạch không còn người thân, bây giờ lại tìm được một cô em họ, không nỡ nhìn người ta sống khổ như vậy nên đón về ở cùng. Họ vạn lần cũng không ngờ mình lại xước về một đám lòng lang xạ sói. Tất nhiên, Trường Tạch không kể những điều đó. Lời hắn nói, cô suy đoán ra được 8-9 phần là mẹ con Bách muốn chiếm đoạt tài sản, chẳng có người bình thường, có liêm sỉ, có tự trọng nào mà lại mà dày sống trong nhà người ta. Anh ở sinh hoạt phụ thuộc vào người ta như thế. Thế, vì sao anh lại bị ngốc thế này? Lì hỏi, cô không biết liệu chuyện này có liên quan đến bác hay không? Hay là Trường Thạch bị như vậy từ nhỏ? Tôi đâu có ngốc. Vợ ơi sao thế? Vợ vợ thấy tôi ngốc à? Rõ là thế. Lì thầm gào lên trong đầu, nhưng cô không nói ra mà chỉ khẽ cười. Anh không ngốc, tôi nhầm đấy. Cô đổi câu hỏi sang một hướng khác vậy anh có từng gặp tai nạn hay bị ốm hay bị làm sau đó rồi phải nằm viện rất lâu không thạch nhíu mày suy nghĩ một hồi ra chiều suy tư lắm ừ hình như là có mấy năm trước tôi bị ốm nặng lắm lúc tôi tỉnh lại dì cứ khóc mãi bách nói bố mẹ tôi gặp tai nạn mất rồi tôi may mắn sống sót được họ tìm thấy hờ quả nhiên là như vậy lý thán phục khả năng suy ra ba của mình cuộc nói chuyện này đúng là một thu hoạch lớn Thứ nhất, Thạch không phải bẩm sinh bị ngốc mà là di chứng tai nạn. Thứ hai, hắn là con nhà giàu, là đứa con độc nhất, là người thừa kế gia sản nhà họ đặng. Thứ ba, mẹ con Bách đang âm mưu cướp đoạt tài sản từ nhà hắn. Nhưng có một điều mà cô chưa hiểu, tại sao họ lại phải cưới vợ cho Thạch? Việc này có liên quan gì đến âm mưu chiếm đoạt của họ chứ? Suốt cuộc có tác dụng gì đây? Lý lắc đầu, bỏ cả suy nghĩ đó của mình, cô đã tham một lần. Chính vì thế mà cô bị đẩy vào gia đình này, bị lừa cưới trường thạch. Cô không thể tiếp tục tham lam nữa, cho dù hắn có là đại gia, nắm trong tay ngàn vạn tài sản, cô cũng không thể mò vào. Giờ là lúc cô phải tìm cách để ly hôn với hắn rồi chuồn khỏi nơi này. Quý vị và các bạn thân mến, thế là tập 1 của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi còn bây giờ ngọc diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một khoảng thời gian xem kênh thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon xin chào và hẹn gặp lại